Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 11 tháng 6. Thưa bà con, hơn tuần qua ở các vùng miền núi tỉnh Phú Yên vào buổi chiều thường xuất hiện mưa, có những cơn mưa kéo dài sang đêm đã giải hạn cho mía, sắn đang khô hạn. Tuy nhiên, nhiều diện tích dưa đang chuẩn bị thu hoạch lại bị ngâm trong nước gây nũng thối, người trồng dưa đã phải chịu nhiều thiệt hại nặng không chỉ gây thối trái mưa nhiều cũng khiến cho nhiều dịch bệnh trên dưa hấu phát triển đặc biệt cộng thêm điều kiện nhiệt độ cao nhiều vi sinh vật gây bệnh có môi trường thuận lợi dễ sinh sôi nảy nở do vậy để bảo vệ diện tích trồng dưa hấu thật tốt và cho năng suất cao bà con nông dân nên lưu ý trong thời điểm này cần phải thực hiện tốt công tác thoát nước cho ruộng dưa xây dựng hệ thống canh mương đảm bảo thoát nước nhanh mỗi khi có mưa lớn kéo dài Bên cạnh đó, bà con chú ý sử dụng màng phủ nông nghiệp để hạn chế cỏ dại, bệnh dại, điều hòa độ ẩm mặt đất, tăng nhiệt độ cho bộ rễ phát triển tốt, giữ phân bón không bị rửa trôi và bốc hơi phân, hạn chế việc mau dẫn phèn lên lớp rất đất giúp rễ phát triển tốt. Bên cạnh đó, đối với những diện tích bệnh, bà con nên thu dọn kỹ tàn dư của cây trồng để tránh lây lan sang những diện tích xưa bên cạnh. Đến với những thông tin thời tiết, trong ngày mai và những ngày sắp tới, nắng nóng vẫn bao trùm các tỉnh Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới tận Phú Yên, mức nhiệt cao nhất trưa chiều, chiều vào khoảng từ 35 cho tới 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực còn lại thì tiết trời dễ chịu hơn với mức nhiệt thấp hơn khoảng từ 2 cho tới 3 độ. Về chiều tối, những cơn mưa rông vẫn xuất hiện cục bộ ở một vài nơi. Do mưa trên nền nhiệt cao nên bà con cần đề phòng hiện tượng sấm sét gây nguy hiểm. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, gió Tây Nam chưa hoạt động mạnh nên những cơn mưa rông thường diễn ra vào chiều tối dưới diện giải rác. Do vậy, khi lưu thông vào thời điểm này, chúng ta cần chú ý mang theo những vật dụng che mưa để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Ban ngày thì khu vực này vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 30 cho tới 33 độ ở Tây Nguyên và từ 32 cho tới 35 độ ở Nam Bộ. Thưa bà con, theo báo cáo tình hình nuôi nghêu của trạm thủy sản số 2, hiện nay nghêu nuôi ở xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, khu vực từ dãy nhà ngang cho đến giáp xanh xã Tân Điền, trong phạm vi từ bờ ra ngoài khơi khoảng 500m có tình trạng nghêu chết từ 1 đến 2%. Còn trong phạm vi từ 500 đến 1.000m thì nghêu chết giải rác. Trước khi xác định rõ nguyên nhân khiến cho nghêu chết hàng loạt, bà con nuôi nghêu tại đây cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp xử lý nghêu chết để tránh lây lan sang các diện tích nuôi nghêu khác. Đồng thời, khi phát hiện nghêu chết bất thường cần báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương để kịp thời xử lý. Quay trở lại với những thông tin tại thời tiết Bắc Bộ. Sau ngày mai, vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng sang phía đông. Do vậy, thời tiết khu vực trở nên khô giáo và có nắng nhiều hơn. Tình trạng nắng nóng bắt đầu quay trở lại khi ở nhiều nơi nhiệt độ trưa chiều có thể lên tới mức là từ 33 đến 36 độ. Bà con nơi đây cần có các phương pháp bảo vệ và chăm sóc cây trồng cũng như đàn vật nuôi của mình một cách hợp lý trước sự thay đổi của thời tiết. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, phía Đông Nam có nắng nóng, chiều tối và đêm khu vực Tây Bắc khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho tới 35 độ, độ ẩm trung bình là từ 85 đến 90%. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng. Chiều tối và đêm vùng núi khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Nam đến Nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 cho tới 29 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 36 độ, độ ẩm trung bình là từ 83 đến 88%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 27 cho tới 30 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho tới 38 độ và độ ẩm trung bình là từ 77 đến 85%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 cho tới 29 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho tới 37 độ và độ ẩm trung bình là từ 77 đến 82%. Tây Nguyên mình thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho tới 33 độ và độ ẩm trung bình là từ 79 đến 84%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho tới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho tới 35 độ. Độ ẩm trung bình từ 79 đến 84%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.